sẽ đi ghép cái chả biết cái, không biết là anh Bà Lốc sẽ giao cho em tiếp tục là cái phổ gì anh em ạ. À, không biết là anh Bà Lốc sẽ tiếp tục giao trọng trách cho em cái gì trong cái pha thi đấu này. À, băng hàn chỉ phi đao. Đây là một cái phi đao của đường môn tiểu lý phi đao. Đây là một trong những quả vũ khí này, không biết quả vũ khí này có khó không nhỉ. Chín mảnh này ép hết bao nhiêu kim anh gà, anh Hải ơi, nó ép bằng mảnh hút gì đấy, nó ép bằng mảnh hút gì đấy, căng đòn không. À, vẫn như bình thường thôi, một cuối hạt tiểu, một ngôi sao may mắn, một thiên sơn bảo lộ để không làm mất thời gian của anh em nữa. À, là Măn Bắc. À, chạy lại thằng thợ rèn thần bí đây, nhanh gọn lẹ. Rồi. Cái mảnh này ép căng không? Không biết là anh Bà Lốc anh ấy bảo anh Bà Lốc anh ấy. Rồi, nhai ba cái này cái đã. Để em xem không biết cái phổ băng hàn này là ép cần những cái gì để em tính chi phí của cái mảnh băng hàn này. Băng hàn phi đao này không biết hết bao nhiêu tiền nè. Mảnh băng hàn này không biết hết bao nhiêu tiền, để xem nào. Băng hàn huyền thúc giáp, nhưng mà em nghĩ là vũ khí hết nhiều tiền lắm. Băng hàn không cần hút nội lực cả, thế thì ép cũng đơn giản đúng không. Thôi đưa vào chuồng thôi. Hôm nay xếp hình gì nhỉ, không xếp chữ L rồi. Hôm nay là chữ L là chữ Linh, nhưng hôm nay chữ O đi. 1 3 2 này, 3 này, 4 này, 3 4 đây này, 5 này, 6 này, 7 này, 7 này, 8 này. Ốt dư một chữ, à? Dư một chữ rồi. Chữ O này không đủ khớp rồi. Hai, ba, 4. Năm. Em cũng chả biết hình thù này là hình gì. Em đang định ghi chữ nhưng mà lại thiếu. Chơi đi. Giao dịch anh ơi. Chưa khui. Để lúc giao dịch khui. Ui trời ơi, 4 3 3 3 5 9 min sắt tương ạ. Trời ơi, tâm nhãn 2 cấp. 4 3 3 3 5 9. Ơi, tốc thì gần như là min rồi đấy. Em thấy khả năng ghép không ăn thua anh em ạ. Ghép đen lắm. Được cứ hút nội lực là mắc đấy. Được cứ hút nội lực là mắc. Giã thì khi nào anh ấy giã thì em sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ đó. Ok anh em, một pha ép phi đao băng hàn quế 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 quế.
Gì mà thua phi đao tím dã man, hai cái tầm nhãn đó. Ok anh em.